Hello. Rồi tiếp theo là một chiếc xe độc ở trong màn đêm màu đỏ nha. Rất là mạnh nha các bạn. Ok, wow, chạy quá là nhanh nha các bạn ơi. Rồi tiếp theo đây là một chiếc xe tour mới tống khủng lắm nha. Đây, lâm cực. Nhà hình chiếc khủng lắm các bạn, cái bô này xoay đấy nha các bạn. Đây là kiểu đêm mạng của đồ hệ thống đó nha. Okay, let's go.